Bài 8. Quan hệ gia đình Đây là cháu gái của chị nè. Wow, cháu chị trông thực dễ thương quá. Chắc là ai nhìn cũng thấy thương lắm ha. Phải đó, anh rể và chị gái của chị mới có đứa con đầu lòng, nên họ cưng con lắm. Em nghĩ ba mẹ chỉ làm ông bà ngoại rồi thì chắc cũng thương cháu ngoại lắm. Điều này thì khỏi nói, họ cưng cháu ghê lắm. Có trẻ con trong nhà vui quá chị nhỉ. À, lần sau có dịp chị mang cháu của chị đến đây chơi nhé.